Xin chào tất cả con vợ đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay về cái mâm của mình, quay về công đoạn ráp cái mâm và độ lên cho cái xe máy kia các bạn ạ. Lâu lắm anh em, nèm này chắc phải mất 2-3 ngày ấy, thì mình sẽ chia ra thành nhiều phần một để quay cho bạn xem. Thì đây là cái bộ mâm của chúng ta ngày hôm nay đây, chúng này nói nhá. Thì vừa định hình cái đĩa này rồi, với cả định hình những cái lan rồi, thì tí sẽ gọi là lắp lốp vào và bơm hơi vào đấy, thì là nó sẽ ok, là nó sẽ hoàn thiện. Ôi trời ơi, đấy, nói chung là cái mâm này thì là mình vừa ráp xong rồi nha các bạn. Quang đang chờ ta. Mâm này thì mình vừa ráp xong rồi và nó cũng khá là nhẹ vì nó tất cả đều bằng nhôm. Cái này thì cũng là phay CNC bằng nhôm này, gọi là ốc này thì cũng không phải là ốc sắt, ốc này kiểu titan ấy, rất là nhẹ luôn các bạn ạ. Nhẹ như này anh em chúng ta có thể là bốc đầu dễ hơn đấy. Thì cái này bây giờ đợi đi căn lại bốc đầu dễ hơn, căn lại đũa với cả là lắp lốp vào xong dậy cho chụp vào xong nó dép lên xe thôi. Đi tín luôn không? Ok nhé, các bạn nhé. Đấy. Ok le đi anh em. Ủa, các bạn, nói chung là để mà nói rằng ấy, thì là cái mâm này là rất là. Alo. Trở về luôn, các con vào. Alo. Cô gửi cháu một cái non trắng với cả một con bóng mờ đấy, cho ông nhắn tin trong Zalo ấy. Vâng, gửi luôn cháu nhá. Đi tìm luôn nha các bạn nha. Bóng mờ thừa rồi. Gửi luôn nhá, đó nhá. Sơn à? Đấy các bạn ạ. Alo anh ơi. Alo. Vâng. Đây có phải là số của anh Hùng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì thấy anh ấy bảo là anh cần tăng view ạ anh. À, dạ đúng rồi anh. Anh thấy đang định gọi cho em này không ạ? Dạ vâng. Dạ. Dạ. Rồi, ok anh ơi, cái đấy thì mẹ chuyên ngành ở bên em rồi. Thực ra là em chạy loại tốt nhất hiện tại, nhưng là anh không phải lo đâu, nghĩa là em chạy là toàn chạy loại ngon thôi, chứ không phải là chạy loại vớ vẩn đâu. Nếu mà chạy loại vớ vẩn chạy sau này nó tụt chết đấy. Dạ vâng. Dạ anh
có dùng số này bằng Zalo không anh? Dạ vâng, ok. Vâng, đây đấy. Dạ vâng, đây luôn bằng số này nha anh nhá. Vâng. Dạ, vâng, em cảm ơn. Ok, bye bye các con vợ nha.